Dạ, đúng đó hả? Dạ. Ủa, sữa lon này à? Nhiều lon này? Hai trăm mấy anh? Anh mua vậy? Cùng nguyên. À, chị Ba mua anh. Dạ, dạ, dạ rồi. Nếu mua cái đó thì mua cái đó. Cảm ơn cái đó. Bây giờ là mình sợ là biến thai chứ.